Rồi em chào anh em, buổi sáng thì em mới nhận hợp đồng hôm qua là cái máy này Long An ha. Thì em sẽ đem ra làm bảo dưỡng, giờ quay sơ trước khi làm cho anh em xem. DC70 này thì em sẽ kiểm tra tổng quát hết tất cả, làm mới là những bộ phận mà nhìn cũ ha. Em quay cái động cơ nó đây. Động cơ còn sáng luôn, đẹp. Này cúp điện cho nên không có làm gì được á. Quay sơ cho anh em xem. Đây là máy Long An, em bắt đầu làm bảo dưỡng, mới vừa đem ra tức thì luôn, mới vừa gỡ hàm, gỡ hộp số. Chỉ một số thứ ra, mấy cái inox em sẽ thay lại hết nè. Đây, cho lượt máy. Và tiếp tục anh em thợ đang chuẩn bị làm tiếp. Đây đang thay cái bộ nhông vô cái máy này. Nhông mới luôn. Ngày tiếp theo mới vừa gắp hộp số vô nha. Đây em mới vừa gắp vô xong luôn, mới bảo dưỡng xong. Hôm nay là máy Long An hoàn thành luôn rồi, em mới gắn một cặp xích mới luôn, mới tinh luôn. Và đang làm một số cái những phần cuối cùng như là điện, rồi một số thứ nữa. Chắc có thể là mai giao luôn. Đây lưới mới, lưới mới thành lập mới luôn. Đang dán tem luôn, em làm cho một bộ tem mới luôn. Rồi sáng sớm là em giao một máy về Long An nha. Đây máy này em làm bảo dưỡng xong hết rồi. Rồi. Sau 7 ngày thì em làm bảo dưỡng xong theo yêu cầu khách đó. Giờ bắt đầu em lên xe về nhà thôi. Quay sơ cho anh em xem máy hoàn thành ra sao. Rồi xong, cảm ơn quý anh chị em rất nhiều luôn nha. Xin chào anh em nha. Hôm nay em lôi mấy cái máy 5018 với 60 được ra lôi cho anh em quay cho anh em xem nha. Với báo giá luôn cho anh em nha. Lâu quá rồi chưa làm một cái clip giống vậy ha. Rồi, em xin báo giá cho anh em nha. Thì đây là con máy 4708SB thì nó tầm cỡ 235 ha. Còn mấy chiếc 5018 này thì nhiều giá quá em nhớ hết nha. Nó từ 270 cho tới 300 thôi nha. Đây ha, cái địa chỉ công ty của em là công ty Thủy Tiên nha. Đó, số điện thoại đây ha. Đây rồi đang quay tiếp cho anh em xem luôn. Em có M6040 đầy đủ, 6040 còn rất là nhiều luôn ha, 6-7 chiếc luôn này nha anh em.